Thì hôm nay là cái buổi mà thầy sẽ hướng dẫn chúng ta những cái mẹo để chúng ta cân được, ăn được trọn bộ những cái câu polymer nằm bên trong đề thi đại học các năm, để chúng ta có được một cái nhìn khái quát là chúng ta nên học cái chương polymer như thế nào. Và trong quá trình học vừa rồi thì chúng ta học cái chương polymer đấy, chúng ta còn rỗng những cái gì để chúng ta trong một quãng thời gian sắp tới chúng ta có thể chúng ta dồn cái thời gian để chúng ta bù lại những cái điều mà chúng ta đã mất, được không ạ? Thế thì trước khi vào cái phần thực chiến này, trước khi vào cái phần bài tập, thì thầy nhắc lại chúng ta một số cái kiến thức lý thuyết mà buổi trước thầy đã dạy, nhưng hôm nay thầy vẫn nhắc lại để cho các em nhớ nha. Mình có này, thứ nhất là polymer thì nó có hai loại, polymer có ba loại đúng không? Polymer nó có ba loại. Loại thứ nhất là thiên nhiên thì xuất phát từ tự nhiên, ai cũng biết rồi, cái tên nó lên tất cả. Loại thứ hai là loại tổng hợp. Tổng hợp nó sẽ là tất cả các bọn chất dẻo, tất cả cái bọn ni lông, tất cả bọn ni lông, được chưa? Tất cả bọn chất dẻo, tất cả bọn ni lông thì nó đều là tổng hợp nhá. Thứ ba là bán tổng hợp. Bán tổng hợp hay ta được biết nó chính là nhân tạo. Thì cái này dễ lắm, các em chỉ cần nhớ cho thầy hai anh thôi, đó là tơ visco và tơ acetat nhá. Tơ visco và tơ acetat đấy, các em chỉ cần nhớ cho thầy hai anh như vậy thôi là chúng ta đã khá là thành công trong cái việc mà giải về những cái anh về polymer rồi. Tiếp theo nhá, tiếp theo này chúng ta có này, ngoài ra nó phân thành các polymer trùng ngưng và polymer trùng hợp. Thì trùng hợp nó bao gồm PE polyethylene, PP polypropylene, PVC polyvinyl clorua. Thầy chào Lan Anh nhá. Thầy chào Văn Đức. Được chưa? PS polystyrene. Được chưa? Nhiều lắm. Teflon. Đặc biệt tơ olon cũng là trùng hợp nhé. Đặc biệt tơ olon cũng là trùng hợp. Hello, thầy chào Hoài Nam, thầy chào Lan Anh. Chào em nhá. Nào, đấy, đấy là về trùng hợp. Ngoài ra trùng hợp chúng ta còn có cả cái anh là anh thủy tinh hữu cơ cũng trùng hợp. Thủy tinh hữu cơ. Các bạn nhớ lưu lại nhé. Vân vân, nhiều lắm. Chúng ta có polymer trùng ngưng. Là ni lông 6 này, ni lông 7 này, ni lông 6,6 này, tơ láp san này, vân vân. Đây là những anh hay thi. Đấy, các bạn ghi lại nhé, các bạn ghi lại. Các bạn ghi lại, đây là cái phần tóm tắt kiến thức lý thuyết rất quan trọng. Thầy chào Mỹ Xuyên Huỳnh, hello em. Đây là những phần tóm tắt lý thuyết cực kỳ quan trọng của phần polymer. Đấy, chúng ta cần phải nốt lại những cái này để chúng ta nhớ nhá. Ok chưa? Chiến luôn rồi nha, bây giờ chúng ta chiến luôn xem như nào. Chiến luôn. Câu 1. Đây các bạn cùng nhìn nhá. Đây là câu 1 ở bên trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Mã đề 224. Polymer nào sau đây chứa nguyên tố nitơ? Polymer nào sau đây chứa nguyên tố nitơ? Chứa nguyên tố nitơ nhé. Thì chào Bùi Công Phúc. Ok, Minh Lê, Tiên Dương Minh Lê là bạn đã comment đáp án đầu tiên. Polymer nào sau đây chứa nguyên tố nitơ? Ok, Nhật Huy Nguyễn, thầy nhìn thấy đáp án của em rồi. Các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao? Rồi.
Chứng nguyên tố nitơ các em nhé. Polybutadien là cháu này này. Không chứa nitơ. Polyethylene là cháu này. Không chứa nitơ. Polyvinyl chlorua là cháu này. Không chứa nitơ. Đúng chưa? Vậy chỉ có polyacrylonitrile, các bạn nhìn nha, là chứa nitơ mà thôi. Vậy đáp án đúng chính xác nhất của chúng ta là đáp án B. Xịn chưa? Xịn chưa? Đấy, những cái skill thầy rất kinh điển. Câu số 2 nào các em. Polymer nào sau đây có công thức, ui dồi ôi, trong đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia 2022 các em này. Polymer nào sau đây có công thức, ui mình vừa mới học ở bên trên luôn. Mình vừa mới học ở bên trên luôn. Nó là anh nào các em? Yêu ơi, cái này mà không làm thì thôi. Về nhà 2 năm 3 lứa. 2 năm 3 lứa nhá. Về lấy chồng. Con trai thì về lấy vợ, con gái thì về lấy chồng. 2 năm 3 lứa. Vừa làm câu 1 xong mà câu 2 chọn sai được là thủy chịu đấy. Đáp án gì các em? Gì ạ? Polyacrylon nitrin, hay còn được gọi là tớ olon, đúng không ạ? Chính xác. Polyacrylon nitrin hay còn được gọi là tớ olon nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Quá xịn sò. Các bạn hiểu không ạ? Nào câu 3 nào. Câu 3 nào các em. Câu 3 đáp án gì ạ? Câu 3. Câu 3. Nào các bạn cùng chiến đấu xem là câu 3 đáp án gì. Câu 3 nhá. Các bạn cùng comment xem nào, câu 3 đáp án gì ạ? Câu 3. Hello thầy, chào Quang ạ. Sao em không nói luôn là hello ông già Vinh đẹp trai đau khổ trong trời đêm giá lạnh đi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em có thể giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn và các em vào đây. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất 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 nhiều lần nhá. Ok ạ. Thank you các em. Thầy thích gọi thế, lần sau vào chào thầy. Ok anh em vào chào thầy cho nó vui. Quang Đặng với học sinh yêu quý của thầy có khi lại cho em không? Thoải mái đi nhá. Thầy thoải mái lắm, tính thầy nó thoải mái lắm. Vui vui vẻ thôi mà, chém gió vui vẻ thôi nhá. Thầy đang ra xe nốt cho mấy lớp của thầy. Hôm nay anh trợ lý đi chơi người yêu, nên là thầy phải tự tay đi xe vào cho các lớp dạy cho các bạn vào học. Rồi 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 rồi. Ok nhá. Nào, mình có câu 3 đáp án gì các em? Câu 3. Câu 3 các bạn đã chọn đáp án gì ạ? Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Tơ polyamide rất bền cho môi trường axit. Chúng ta phải lưu ý nhé. Polyamide là cái tơ mà nó có liên kết NHCO đấy. Nó chính là những cái loại polyamide, nó chính là tơ tằm này, nó chính là ni lông 6 này, ni lông 7 này, ni lông 6,6 này. Những cái thằng này này, do nó có liên kết NHCO, cái liên kết này kém bền cho môi trường axit, nên không có chuyện là rất bền cho môi trường axit đâu các em nhé. Tơ ni lông 6,6 thuộc loại tơ bán tổng hợp. Sai, nó là tơ tổng hợp, chứ nó không thể là tơ bán tổng hợp được. Ok chưa? Sai. Cao su là vật liệu polymer có tính đàn hồi. Chính xác. Chính xác. Thế còn lại polyethylene điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là sai. Mình vừa mới viết ở bên trên xong. Polyethylene là trùng hợp. Thế thì viết lại cho các bạn nhớ này. Thế thì viết lại cho các bạn nhớ này. CH2 nối đôi CH2. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác
CH2, CH2, đây tất cả N. Thực ra nó không quá nhiều đâu nếu các em nghe theo phương pháp dạy của thầy. Nó dễ lắm. Các bạn học thầy, các bạn ở trong khóa S1 cũng như là các bạn học offline, các bạn chỉ mất có 2 buổi là xong toàn bộ về polymer thôi. Dễ cực. Là câu số 4 ạ. Câu số 4 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Mã đề 224 này thì mới toành luôn, mới thi sao. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Nhờ các bạn chọn thầy xem nào. Theo các bạn thì phát biểu nào sai? Phát biểu nào trong này là sai? Câu 4 mà. Nó cũng dễ thôi, nó không quá khó đâu. Thầy nghĩ là đối với các em thì bây giờ nhá, cái cách tốt nhất để học polymer ấy, chúng ta đừng có sợ nó. Mà chúng ta cứ thoải mái comment lên đáp án đi ạ. Nếu mà sai thì chúng ta sửa. Được không? Sai thì thầy hướng dẫn các em sửa. Thầy và các em cùng sửa. Câu số 4 à. Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp. Đúng. Đúng không ạ? Mình vừa mới ghi cái chú ý ở bên trên ấy. Tơ ni lông 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp. Đúng. Visco thuộc loại thiên nhiên là sai. Thực ra cái chỗ này các em chỉ cần nhớ thầy là visco và acetat là bán tổng hợp. Chỉ cần nhớ thầy vậy thôi. Visco và acetat là bán tổng hợp. Thế là mình chọn được luôn câu 4 của mình. Đúng chưa? Đây, acetat tổng hợp, bán tổng hợp đúng. Vậy là sai là C. 4C. Dễ không? Dễ ẹc luôn. Tơ visco nó phải thuộc loại là bán tổng hợp hay còn được gọi là tơ nhân tạo. Nhớ nhá. Câu số 5. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Thiên nhiên nhá. Thực ra ấy, polymer thiên nhiên ý, thì câu chuyện nó đơn giản lắm. Đấy, đây là một cái câu trong đề thi Trung học thông quốc gia năm 2021 nhá. Polymer có thể học rất rất nhiều nhưng mà thi thì nó chỉ thi quanh đi quẩn lại một vài anh thôi. Polymer thiên nhiên là polymer nguồn gốc từ tự nhiên. Đúng các em, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? C, tinh bột. Câu số 6 á. Cho các loại tơ sau. Câu số 6 á. Cho các loại tơ sau. Số tơ nhân tạo là nhân tạo. Thì gợi ý nhá, tơ nhân tạo. Tơ nhân tạo nó chính là bán tổng hợp. Tơ nhân tạo nó chính là bán tổng hợp. Được không ạ? Vậy thì tơ nhân tạo hay còn được gọi là bán tổng hợp thì nó chính là cái nào? Nó chính là cái nào? Thì mình chỉ có là gì ạ? Visco này. Mình có gì ạ? Acetat này. Đúng không? Thầy nói cho chúng ta thuộc hai thằng này thôi. Và ở đây mình sẽ có này, visco này, acetat, hai cháu chọn luôn, bê bỏ. Xịn chưa? Xịn chưa? Câu 7 này. Chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 3. Tơ được điều chế từ phản ứng trùng hợp là. Ủa, tơ nào, cái anh tơ nào mà đặc biệt đến nỗi mà nó được điều chế bằng phản ứng trùng hợp các em nhỉ? Tơ nào mà nó đặc biệt đến nỗi nó được điều chế bằng phản ứng trùng hợp nhỉ? Càng đẹp. Anh nào à? Anh nào được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ạ? Anh nào được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ạ? Các bạn cũng chọn cho thầy xem nào. Anh nào? Dễ lắm. Thật sự đấy, đây toàn câu dễ thôi. Tơ tằm là không trùng hợp được rồi, tơ tằm là không được. Tơ visco là nhúng cellulose vào dung dịch CH2. Nilon 6,6 là trùng ngưng giữa acid adipic và hexamethylene diamine. Vậy ở đây chỉ có tơ nitron thôi. Tơ nitron là trùng hợp từ vinyl cyanua các em ạ. Đây. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác. CH2, CH, CN. Tất cả N lần. Đấy, đó là trùng hợp từ vinyl cyanua các bạn nhớ nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta câu 7 đó là đáp án D. Tơ nitron hay còn được gọi là olon. Úi dồi ôi, câu 8 mà có tính toán. Thực ra nhá, với cái câu 8 này, sử dụng skill của thầy nó cực kỳ kinh điển. Đây, các bạn cũng nhìn skill của thầy này. 2,4 tấn CH4 rồi. Nó chính là CH2 nối đôi CH2 đúng không? Trùng hợp, nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì tạo thành CH2
CS2 tất cả N lần. Kinh nghiệm của thầy, skill của thầy trong việc giải các bài tập về polymer là vứt N đi, không quan tâm đến N nữa. Nhá. Không quan tâm đến N có nghĩa là gì? C2H4 biến thành vẫn là C2H4. Hiệu suất 70%. Được chưa? Khối lượng đây, 2,4 tấn mình tìm được số mol. 2,4 kg tấn tại yến coi như gam, tính toán bình thường các em nhé. Kg tấn tại yến nhá, coi như gam tính toán bình thường. Vậy đây là 2,4 chia cho phân tử khối là 28. Thì bằng bao nhiêu mol đấy ạ? 2,4 mà chia cho phân tử khối là 28 thì bằng bao nhiêu mol? Thầy lấy máy tính. 2,4 chia 28. Ôi lẻ quá. Phân số đi ạ. Để phân số 3/35. Vậy anh này tỷ lệ 1:1 cũng vẫn là 3/35. Thuận nhân nhân 0,7. Nhân 0,7 bằng 3 chia 35 nhân 0,7 bằng, được chưa, 0,06. Và nên mình tìm được khối lượng 0,06 nhân 28, 1,68 tấn. Đáp án đúng là đáp án C. Nhưng đây vẫn dài. Bạn nào mà nắm được bản chất, bạn nào bán nắm được bản chất là nó là khối lượng của anh monomer thì tổng khối lượng của monomer luôn bằng khối lượng của polymer, thì ta chỉ cần làm một cái phép tính như sau: mình lấy 2,4 nhân với 0,7 xong luôn 1,68. Đáp án đúng đáp án C. Đấy, Tuyền Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C nhá. Câu số 9, ok. Câu số 9 đề tham khảo lần 2 năm 2020. Đề tham khảo lần 2 năm 2020 cho các tờ sau. Cho các tờ sau: Visco, Capron, Cellulose Acetate và ô lông. Đúng rồi, 2,4 nhân 0,7. Số tơ tổng hợp. Tổng hợp thì câu chuyện nó như thế này ạ. Để nó là tổng hợp thì mình loại bỏ tất cả những thằng thiên nhiên và loại bỏ tất cả những thằng bán tổng hợp. Bởi vì thiên nhiên thì đọc phát là biết tên luôn đúng không? Bán tổng hợp thì mình chỉ cần thuộc 2 đến 3 thằng thôi đúng không? Thế còn lại nó là tơ tổng hợp. Đấy, câu chuyện mình tư duy rất đơn giản. Vậy mình có này. Visco là bán tổng hợp, bỏ. Acetate là bán tổng hợp, bỏ. Vậy ta chỉ còn anh gì? Capron và ô lông. Đúng không? Capron và ô lông. Vậy đáp án đúng chúng ta là B, 2 cháu. B, 2 cháu. Các bạn chọn nhá. Câu số 10. Câu số 10. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Ôi số. Càng đấy. Càng. Đây các em nhìn này, các bạn đã comment khác nhau rồi này. Bạn thì B, bạn thì C rồi này. Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng để làm nguyên liệu để điều chế xà phòng. Đúng. Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc. Nước ép quả nho chín chứa glucose. Glucose tráng bạc, chính xác. Tơ tằm kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm. Chính xác, tơ tằm là nó có liên kết NHCO nên nó kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm. Chính xác. Tơ tằm là protein mà. Protein có liên kết peptide, dễ bị thủy phân. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi. Đúng. Nhờ. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi đúng. Lâu mòn, khó tan hơn cao su thiên nhiên. Chính xác, bởi vì cao su liên hóa nó có cầu đi sunfua. Cầu đi sunfua này nó tạo thành liên kết mạng không gian bền. Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Sai chưa? Anilin không làm quỳ đổi màu. Nhá, vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? A, B, C và D. Nhá. A, B, C, D, vậy chúng ta có bao nhiêu nhận định đúng? A, B, C, D chúng ta có bao nhiêu nhận định đúng ạ? 4 nhận định đúng nhá. Tuyền Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B, bỏ. Và rất tiếc cho những bạn đã chọn phải đáp án lệch. Nhưng mà không sao cả. Một lần sai là một lần nhớ nhá. Các em chỉ cần sai một lần thôi và chúng ta nhớ cả đời cơ mà. Rồi. Câu 11. Đề Sở Hà Nội năm 2020 ạ. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phương pháp trùng ngưng? Trùng ngưng nhá. Polystyrene. Đây, polystyrene là đi từ anh này. C6H5 này. CH monomer nó đây. Có nối đuôi nữa là trùng hợp. Polyacrylonitrile vừa mới học xong. CHCN trùng hợp. Polymethylmesacrylate trùng hợp để tạo thành thủy tinh hữu cơ đấy ạ. Đây. Polymethylmesacrylate đây. Vậy ở đây chỉ có là gì ạ? Polyethylene terephthalate chính là terlapsan này này. Terlapsan đi từ ethylene glycol. Ethylene glycol. Và acid terephthalic. Đúng chưa? Thì nó là trùng ngưng. Đấy, các bạn chú ý nhá. Mấy cái này nhớ là nó căng thẳng lắm, nhưng mà mình cố gắng mình nhớ. Làm nhiều là mình thuộc luôn. Nào câu 12 ạ. Trong số các loại tơ sau có bao nhiêu tơ hóa học? Nào, các bạn cùng chọn xem nào. Bọn này làm nhiều mới xịn được. Bọn này là cứ phải làm nhiều thì mới xịn được. Có bao nhiêu loại tơ hóa học? Có bao nhiêu loại tơ hóa học? Tơ hóa học là gì? Tơ hóa học là loại bỏ tất cả những anh là tơ thiên nhiên. Thì nó là tơ hóa học. Nhá. Tơ hóa học là mình loại bỏ tất cả những anh thiên nhiên. Vậy ở trong này những thằng nào là tơ thiên nhiên? Ô, chẳng có thằng nào. Nitron là hóa học, visco hóa học, nylon 6,6 hóa học, cáp rộng hóa học. Vậy mình tổng cộng có 4 anh tơ hóa học. Và đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B, bỏ 4 anh. Visco cũng hóa học em ạ. Visco cũng hóa học nhé. 13. Những cái tơ hóa học là tơ mà sử dụng cái phương pháp hóa học để tạo nên nó. Câu 13 nào. Đề Kim Liên lần 2 năm 2020. Polymer nào được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Polymer nào được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Methylmesacrylate mình vừa làm rồi nhá. Không phải nhá, nó là trùng hợp nhá. Polyethylene đọc cái tên biết rồi. Đây, monomer nó đây. Đây nó là trùng hợp. Polyvinyl chlorua đây, monomer nó đây. Cũng là trùng hợp. Được chưa? Vậy chỉ có anh nào ạ? Polyhexamethylene adipamide là trùng ngưng thôi. Bởi vì nó đi từ gì ạ? Từ acid adipic. Acid adipic có 6 carbon. Và hexamethylene diamine hexamethylendiamin. Đấy. Nên cháu nó là trùng ngưng nhá. Các bạn nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Câu số 4 ạ. Đề chuyên khoa học tự nhiên này. Câu số 4. Đề chuyên khoa học tự nhiên. Năm 2020 lần 2 ạ. Vật liệu polymer nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Nhân tạo hay còn biết đến là gì ạ? Bán tổng hợp. Nhân tạo hay còn được gọi là bán tổng hợp. Nào, nhân tạo hay còn được gọi là bán tổng hợp ạ. Vậy mình chỉ có hai thằng thôi đúng không? Thế dạy rồi, một là visco, hai là acetate. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, tơ visco. 15 ạ. Chất nào sau đây là polymer thiên nhiên? Úi dồi ôi, cái tên nó nói lên tất cả luôn rồi. Nào, cái tên nó lên tất cả. Chất nào sau đây là polymer thiên nhiên ạ? Các bạn làm này, úi dồi ôi, dễ quá nhỉ. Câu này thì quá dễ dàng luôn. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì ạ? Anh nào sau đây là polymer thiên nhiên ạ? Polymer thiên nhiên là polymer có sẵn trong tự nhiên. Nó là gì? Tinh bột. Tinh bột các em nhá. Tinh bột. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 16. Tơ được điều chế từ phản ứng trùng hợp là? Tơ được điều chế từ phản ứng trùng hợp. Tơ được điều chế từ phản ứng trùng hợp. Tơ tằm không phải nhá. Visco không?
ni lông sau của 6 càng không, ni tròn mình làm từ nãy giờ mình biết thừa ni tròn. Thế các em thấy không, mình chỉ cần làm liên tục thôi, mình làm những cái câu này này là chúng ta sẽ biết là cái kiểu đề người ta hay hỏi cái gì, mình tập trung vào nó thôi, thì mình sẽ thấy rằng là cái chữ polymer nó không hề khó một tẹo nào luôn nhé. Câu 17 nhé, tơ nhân tạo, thế là auto là gì ạ, visco và acetate, thế cứ đi chọn thôi, bỏ đây acetate này, từ chốt chọn luôn, xịn chưa, dễ không. 18 à, tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo, nhân tạo lại visco và acetate này, bỏ visco, chọn luôn, xịn chưa, xịn không. Thế thì còn lại cái câu 19 này là câu chuyện để bài hỏi là tơ tổng hợp. Tơ tổng hợp thì mình bỏ những cái thằng tơ thiên nhiên và bỏ những thằng bán tổng hợp ra là xong. Các bạn cũng làm xem 19 đáp án gì. Các bạn cũng làm thử xem 19 đáp án gì. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Tằm là thiên nhiên nhá. Tằm là thiên nhiên 100% rồi. Visco là bán tổng hợp. Mình có hai thằng visco và acetat mà. Visco bán tổng hợp. Acetat là bán tổng hợp. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Ni lông 6,6 là tơ tổng hợp. Ok chưa? Nào tương tự nào. Tương tự câu 20. Câu 20 các bạn chọn đáp án gì? Dễ không? Dễ không? Đấy, chúng ta học một khoảng thời gian là nó vào cái guồng quay. Khi chúng ta vào cái guồng quay rồi thì câu chuyện ta giải nó đơn giản lắm. Phần polymer thực sự dễ nếu chúng ta học thầy. Đúng không? Và các bạn bên trong lớp S1, lớp Live VIP hiện tại đang học đến phần vô cơ. Và mấy ngày hôm nay các bạn đã được dạy buổi mai là buổi số 3 học về vô cơ. Thầy đang dạy các bạn skill cân bằng cực nhanh. 15 giây xong một phương trình. Giá mạng nào? Những bạn nào mà muốn tìm hiểu về khóa S1 của thầy thì có thể là inbox cho fanpage hoặc inbox cho nick cá nhân của thầy Nick Vũ Tuấn Minh để được tìm hiểu về khoa học nhá. Câu 20 ạ, tơ nào sau đây là tơ tổng hợp? Bỏ tự nhiên, bỏ nhân tạo, visco và acetate nhân tạo. Đáp án B. Nhàn chưa? 21, nhớ nhàn huyền nhàn. Trùng hợp vinin clorua. Thì cái tên của polymer ấy, thì nó chính bằng là poly. Tên của polymer thì nó chính bằng tên của monomer cộng với lại polymer ban đầu. Thế vậy đây là trùng hợp vinin clorua, vì cháu nó sẽ là polyvinin clorua. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhé. Cách cân bằng lớp 10, lớp 11 đó quên sạch, đúng rồi. Tại vì là thầy dạy thì thầy dạy trong cái khóa S1 của thầy phục vụ cả cái mục tiêu là thi đánh giá năng lực và thi đánh giá tư duy. Mà trong hai cái đề đấy là có cái phần cân bằng. Thế nên là thầy phải dạy lại. Câu 22 ạ. Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc. PVC chính là polyvinin clorua đấy. Trong nó có khí X. Đây, PVC đây. Cháy. Biết khí X tác dụng với oxy thì cháy nó sẽ sinh ra CO2 này, H2O này, HCl này. Thế thì CO2 và H2O đều không tác dụng với AgNO3 đâu. Bỏ. Tác dụng AgNO3 thu được kết tủa trắng thì nó chỉ có thể là HCl thôi. Nên khí X của chúng ta chắc chắn là HCl. Đáp án đúng là đáp án B. Nhá, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn B. Câu 23. Trùng hợp polypropylene thu được polymer có tên gọi là gì? Mình vừa mới nói chuyện xong nhỉ? Tên của polymer thì bằng polymer cộng tên của monomer. Vậy là gì ạ? Mình sẽ thu được gì? Polypropylene. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 24. Chất nào sau đây có nguồn gốc từ cellulose? À, chất nào sau đây không có cơ? Ví nhầm. Chất nào sau đây không có nguồn gốc từ cellulose? Không có các em nha, các em phải lưu lại nha, không có nha. Tơ acetat là gì ạ? Là cho cellulose tác dụng, cellulose acetat rồi nên bỏ rồi. Visco là cellulose nhúng vào CS2 bỏ rồi. Sợi bông là 90% cellulose bỏ nốt rồi. Vậy đáp án đúng là gì ạ? Glycogen nhá. 24 ý B. 25 nào các em.
25 ạ. Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Trùng ngưng thì mình có gì ạ? Trùng ngưng, đúng rồi, nhầm ở trên này thôi chứ không được nhầm trong bài kiểm tra, chính xác. Trùng ngưng là gì? Trùng ngưng là nó phải đi từ những cái anh nào? Mình có là ni lông 6,6, tơ láp san, đúng không? Là trùng ngưng. Thế thì polyethylene terephthalate này chính là tương đương với lại tơ láp san. Ok chưa? Đáp án đúng đáp án A. Còn polyacrylon nitrin là trùng hợp, polystyrene là trùng hợp, polymethyl mesh acrylate là trùng hợp. Được chưa? B, C, D, bỏ. Đáp án đúng đáp án A. 26 là kìa. 26 á. 26 nè. Cho các loại tơ sau có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ polyamid? Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ polyamid? Càng. Càng cực. Cái này càng. Cho các loại tơ sau có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ polyamid? Polyamid là nó phải có liên kết NHCO nhé. Thực ra bản chất cái liên kết amid ý, nó là NR CO, nhưng do trong chương trình lớp 12 của chúng ta thì mình chỉ học cái liên kết NHCO nên là mình cứ coi như là polyamid là NHCO cho dễ. Nên là cellulose triacetate không có liên kết NHCO, bỏ. Tơ capron là có liên kết NHCO1. Tơ nitron không có NHCO, bỏ. Tơ visco không có NHCO, bỏ. Tơ nylon 6,6 có NHCO lấy. Được chưa? Vậy mình sẽ có tơ capron và tơ nylon 6,6, mình có hai anh. Nên đáp án đúng của mình là đáp án B, bỏ. 27 nào. 27 là các bạn chọn đáp án gì? 27 ạ. Cho các polymer sau, số polymer tổng hợp nhé. Số polymer tổng hợp. Tổng hợp là bỏ tất cả những thằng thiên nhiên, tự nhiên. Sen là tự nhiên này, đúng không? Và bỏ tất cả những thằng nhân tạo. Nhân tạo là gì ạ? Acetat và visco. Mình nhìn này, acetat bỏ. Vậy còn lại là tổng hợp vinin, chlorua, polycaproamid 1, 2, 3, 4. Vậy mình sẽ có tổng cộng 4 anh tổng hợp nhá. 4 anh tổng hợp. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? 4 anh tổng hợp. Xịn chưa? 28 à? 28 là các em. Cho các loại tơ sau. Cho các loại tơ sau. Số tơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Phản ứng trùng hợp nhá, các bạn lưu ý nhá, phản ứng trùng hợp. Trùng hợp là phải có đôi đôi CC. Nitron là 1, visco 0, cellulose acetate 0, nylon 6,6 0. Nitron này là trùng hợp anh vinin cyanua. Đấy. Vậy nó có đôi đôi CC ạ. Ok chưa? Vậy là gì? Số tơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp chúng ta chỉ có một anh thôi. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. 29 ạ, chuẩn bị đến bot rồi. Chuẩn bị đến bot tối nay rồi các em ạ. Chuẩn bị đến bot tối nay, bot tối nay kinh lắm. 29 ạ. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng nào? Trùng ngưng ạ. Trùng ngưng thì thực ra chúng ta chỉ cần hiểu thế này thôi nhá. Trùng ngưng là sinh ra nước. Thế cho dễ. Được không ạ? Trùng ngưng là sinh ra nước. Tư duy lại cho đơn giản. Vậy số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Vinin chlorua là trùng hợp. Methyl acrylate là trùng hợp. Ethylene là trùng hợp. Ethylene terephthalate 1 cháu trùng ngưng và nylon 6,6 2 cháu trùng ngưng. Vậy ở đây mình sẽ có 2 cháu trùng ngưng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. B. Bút B. 30. Để thi trung học thông quốc gia 2018. Câu 30 này là một câu cực hại. Câu 30 là một câu cực hại. Các bạn quan sát nhé. Cái kỹ năng, cái skill mà thầy muốn nói đến đây để giải được những cái câu 30, không chỉ là giải một câu 30 này, còn giải tất cả những câu giải chuỗi phương trình. Đấy là cái kỹ năng mà chúng ta phải bắt được cái phương trình chốt. Thì ở trong này, bắt được phương trình chốt, đấy là phương trình C x3 cộng x4 để tạo thành
polyethylene terephthalate. Thì polyethylene terephthalate thì nó bắt nguồn từ ethylene glycol. Bắt nguồn từ ethylene glycol. Tác dụng với acid terephthalic. Được chưa? Đây xây đây. Thế nhưng bây giờ mình đang không biết là thằng nào là X3, thằng nào là X4. Thì mình phải dựa vào phương trình B. Chúng ta nhìn này. X1 cộng với H2O4 tạo thành X3, nên X3 chắc chắn nó phải là axit. Với X3 là axit thì đây là X3 này. Acid terephthalic là X3. Vậy mình suy ra X4 đây. Thì với X3 là acid terephthalic thì dựa vào phương trình B mình sẽ suy ra được X1 để tạo thành X3 cộng Na2SO4. Thì công thức của X3 của mình đây. C8H6O4. Thế thì mình bảo toàn nó các em ạ. 8 carbon và X1 là C8. H6 trừ đi 2 thì còn là H4. O4 đây SO4 với S4 hết. O4 đây là O4. Na2 đây là X1. Được không ạ? Thế bây giờ tiếp tục là sau khi mình tìm được X3 rồi, bây giờ mình cần tìm X2. Thế mình dựa vào phương trình số A, phương trình A. Đấy, ở cái phương trình A này các em quan sát nha, mình đã biết được X rồi là C9H8O4. Đúng không ạ? Mình đã biết được X1 là C8H4O4Na2. X1 là C8H4O4Na2. Vậy bây giờ câu chuyện ta chỉ cần đi bảo toàn để tìm được X2 thôi. C9 này trừ C8 thì còn C. H8 cộng 2 hydro là H10. H10 trừ H4 là H6. O4 cộng 2O là O6. O6 trừ O4 là còn 2O. 2O trừ 1O là còn O. Vậy X2 là CH6O. Được không ạ? X3 mình biết được rồi nhé. Đấy X3 đây này. C8H6O4 ăn 2X2 là 2 lần thằng ở chỗ này là thầy cộng nhầm ấy chứ nhỉ. Từ từ ạ. C9 trừ C8 thì H đây là H8 cộng 2 là H10. H10 trừ đi H4. H10 trừ đi H4 là H6. H6 trừ đi H2. Đây là C2H4O thôi. Đây H8 cộng 2 là H10. H10 trừ H4 là H6. H6 trừ đi 2 thì còn H4. Vậy là 2 lần thằng CH4O. Thế bây giờ câu chuyện chúng ta rất đơn giản, mình đi bảo toàn khối lượng là xong đúng không? Mình lấy phân tử khối thằng X3 là C8H6O4, 12 x 8 cộng 6 cộng 16 x 4 cộng với thằng CH4O là cộng với lại 2 nhân với lại 32 bằng, rồi trừ đi 2 thằng nước, trừ đi 2 x 18 bằng 194. Được chưa? 194. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Các em thấy dễ dàng không? Các em thấy xịn sò không? Đấy. Trên đây, thầy vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em những cái skill độc nhất của thầy để chúng ta ứng dụng vào để chúng ta chinh phục tất cả những cái câu về polymer bên trong những cái đề thi đại học các năm. Như các em nhìn thấy, tuyển tập các cái câu để polymer trong đề thi đại học các năm. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Bạn nào muốn tìm hiểu về khoa học S1, S1 là khoa học nền tảng, S2 là khoa học tổng ôn, S3 là khoa học luyện đề, thì các bạn có thể inbox cho fanpage có thể để nhận được tư vấn nhanh nhất. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em. Bye bye. Chúc các em ngủ ngon nhá.